Nhị sư huynh sao còn chưa quay lại nữa? Yên tâm đi sư muội, nhị sư huynh của muội kinh công rất tốt, nhưng tôi giao quá lớn, không dễ dàng gì tìm được ngay đâu. Nhị sư huynh, huynh quay lại rồi. Nè, công nhận Tô gia lớn thật đó. Phía trước có ba khu, phía sau còn có Trạch Viện Nam Bắc. Đã tìm được chưa? Theo huynh thì sao hả? Dương Hương Vũ Đệ sao có thể không tìm được chứ? Cái giếng đó nằm ở Bắc Viện. Tốt, rất tốt. Chúng ta đi thôi. Đi. Tô gia thì có liên quan gì tới đám người Âu Dương Đức chứ? Bọn chúng tới đây để làm gì? Phải vào trong xem thử. Đây, đại sư huynh, cái giếng đó ở ngay hướng này. Đi đi. Tới rồi. Đây chính là nhà của cô. Đây, để tôi gõ cửa nha. Nè. Trời ơi, khoan đã. Làm gì vậy? Trời ơi, đã khuya như vậy rồi, không sợ đánh rắn động cỏ, cứ gõ cửa làm gì? Ồ, phải à. Nhưng nếu không gõ cửa thì làm sao có thể vào trong được chứ? À, có rồi. Không hiểu. Người cứ đi theo ta là được rồi. Có lẽ là ở đây. Nhưng tường ở chỗ này cao như vậy, cổng sau cũng đã đóng rồi, chúng ta làm sao mà vào trong được? Làm sao vào hả? Đương nhiên là leo vào rồi. Leo vào sao? Chúng ta đâu có phải là thằng lằn, làm sao mà leo? Người thiểu năng hả? Đương nhiên là ngươi ngồi xuống, ta leo lên vai ngươi, sau đó leo vào trong. Tôi người nhìn coi tôi được mấy miếng thịt, còn người thì bự như là con trâu vậy đó. Tôi làm sao mà đỡ người nổi chứ? Tiểu Liên, ngươi lại dám nói nhìn ta bự như con trâu hả? Ngươi muốn chửi ta là súc sinh phải không? Có phải vậy không? Cách ngươi đừng đánh tôi. Tôi ngồi xuống là được chứ gì? Phải vậy chứ. Nè, ngươi đi theo ta. Nè, chỗ này chắc được đó hả? Đây sao? Vậy tôi. Trời ơi, tôi gì mà tôi? Mau ngồi xuống. Tôi làm sao đỡ nổi người chứ? Trời ơi, ngươi đừng có càm ràm như vậy nữa có được không? Không lẽ bắt ta phải ngồi xuống cho ngươi leo lên? Không chịu đâu. Ôi, trời ơi, ngươi mau lên đi. Nè, ngươi đó, ngồi xuống đi. Ngươi đứng như vậy làm sao ta leo lên được? Nè, trời ơi. Trời ơi, người nhẹ nhàng chút được ơi rồi. Ta sẽ leo lên rất nhanh hả? Trời ơi, người nặng quá trời à. Nè, nhẹ giùm chút đi. Trời ơi, người. Nè, ngồi cho chắc đi nha. Ngồi cho chắc giùm đi. Mau lên. Trời ơi, nó cao quá trời đi. Ở trên còn có một cái mái rất là lớn nữa. Nè, mau lên, đứng dậy đi. Lên cao nhất rồi. Được rồi đó. Cao lên chút nữa. Không thể nào cao hơn nữa. Trời ơi, cao lên chút nữa đi. Nè, trời ơi, ngươi đứng vững đi. Tôi không có đứng vững nổi. Đau quá rồi, chết rồi, đau quá. Ngồi dậy đi. Sao chết đi được? Kéo tôi lên với. Trời ơi, kéo giùm đi mà. Trời ơi, đau chết đi được. Nè, có phải người cố tình không?
tôi. Tôi đã nói với người tôi không có đỡ nổi rồi mà. Trời ơi, không đỡ nổi thì cũng phải đỡ. Ta nhìn thấy ở trên, chỉ còn một chút nữa thôi. Nè, tôi... lại lần nữa. Không chịu đâu. Lại lần nữa đi. Mau lên. Không chịu. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Ôi trời ơi. Ngồi xuống. Trời ơi. Làm ta tức chết đi được. Ý trời ơi. Ây da. Nặng quá đi à. Trời ơi. Ý à. Rồi đứng dậy đi. Đau quá. Ây da. Trời ơi. Nặng chứ. Nè. Mau lên, mau lên. Đúng rồi, đúng rồi. Mau lên. Đứng dưỡng nha. Đau quá. Mà, mà sắp tới rồi, sắp tới rồi đó. Mau lên, sắp được rồi. Nhanh lên, sắp tới rồi. Nhanh lên. Wow. Nè, ta nhìn thấy rồi. Ủa sao kỳ vậy, sao không có ai vậy? Không lẽ là ngủ hết rồi sao? Đứng cho vững giùm đi. Trời ơi, đừng có lắc nữa mà. Ta nhìn thêm chút nữa đi. Ta nhìn thêm một chút nữa thôi à. Trời ơi, tôi chết đi được à. Tôi cũng đau quá đi. Đau khỏe đâu. Đau quá đi. Người đè lên tóc của ta rồi nè. Đi được à. Trời ơi, đau quá. Nàng ơi. Cái tên dâm tặc này, theo từ sáng cho tới bây giờ, ngươi không mệt sao? Còn tưởng là bọn ta không biết hả? Nè, ai thèm theo các ngươi chứ? Ta chỉ là muốn xem thử đám tiểu tặc các ngươi có phải là vào nhà người ta ăn trộm hay là không. Ta cho ngươi biết, hôm nay bà cô ta đây sẽ không tha cho ngươi đâu. Dâm tặc, hôm nay ta nhất quyết đuổi theo ngươi. Sư muội cẩn thận. Ủa, sư huynh, giao lại cho huynh. Chà, Âu Dương đại hiệp, tối rồi còn không đi ngủ, hai người làm gì vậy? Ta chẳng qua ngủ không được cho nên ra ngoài đi dạo thôi. Sao vậy, không được sao? Được. Ban ngày đã gây náo loạn một trận ở công đường rồi, buổi tối không chịu được cô đơn, ra ngoài đi dạo một chút thì cũng được thôi. Nhưng mà tò mò quá thì lại không vui đâu. Trời ơi, có gì đâu mà không vui chứ. Không phải còn Âu Dương Đức đại hiệp ở đây nữa sao? Phải đó. Phải rồi Âu Dương tiên sinh, vừa rồi huynh có nhìn thấy cái gì không vậy? Ta nhìn thấy nhiều thứ lắm đó. Thật hả? Là gì vậy? Muốn xem sao? Được. Ê chà, nếu như tò mò thì cố chịu một chút, sẽ cho hai người xem đá luôn. Điên rồi. Âu Dương Đức này tự nhiên ném hai chúng ta một cái dèo, làm chúng ta bay qua mấy bức tường luôn. Nè, nhưng mà chúng ta té xuống đây lại không bị sao cả. Phải hả? Kỳ lạ, đây là đâu vậy? Nè, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây? Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu đây? Ê, cứ qua bên kia là được, đi. Bên kia hả? Vậy thì người đi trước đi. Ê, trời ơi, người đó đi trước mới đúng đó, đi đi. Nè, nhỏ tiếng một chút đi. Tối thui à, tôi sợ lắm, tôi không dám đi. Người đi trước đi, đi trước giùm tôi đi mà. Trời ơi, ta đi trước cũng được. Cái đồ nhát gan à. Thôi đi. Ừ.
Tiểu Liên, ta thấy Vân Đình để người đi trước. Hả? Mau lên, mau lên. Tôi... mau, mau lên đi. Trời đi, đi. Ơi. Đi. Người có thấy gì không? Thấy thì không có thấy cái gì hết trơn á. Nhưng mà cái tay tôi thì sắp bị người máu đứt ra luôn rồi. Đau quá đi trời ơi. Ê, trời ơi, bộ sắp chết hay sao vậy? Làm gì mà la lớn quá vậy? Người mới là quá đáng á. Sao người báu tôi mạnh dữ vậy? Đau muốn chết luôn à. Ê, trời ơi, tôi được rồi, đừng càm ràm nữa. Mau đi tìm thử đi, thứ mà Âu Dương tiên sinh nói. Mau lên, mau lên, mau lên. Tôi... Ê, đi mau lên đi. Sao tối dữ vậy nè? Ngươi làm gì mà la lớn quá vậy? Không phải nói là đừng đánh rắn động cỏ rồi sao? Trời ơi, thiệt tình, chẳng qua chỉ là cái giếng thôi, có gì đâu mà sợ vậy hả? Không, không phải giếng thường, giếng có người chết đuối đó. Cảm thấy rợn rợn quá đi à. Trời ơi, người đó đúng là nhát gan quá đi. Người quên chúng ta tới đây làm gì rồi hả? Nhưng mà thứ mà chúng ta muốn nhìn thấy cũng đã nhìn thấy rồi. Chúng ta có phải là nên đi hay không? Đâu có được. Đã tới đây rồi, không vào hang cọp sẽ bắt được cọp con. Chúng ta phải điều tra rõ ràng mới được. Hả? Còn điều tra? Người không nghe thấy Âu Dương Đức đó nói là quá tò mò thì sẽ gặp chuyện hay sao vậy? Trời ơi, chẳng qua chỉ là cái giếng thôi mà, sẽ gặp chuyện gì chứ? Đi thôi. Không, không, không. Trời không, ơi, không. Ta kêu đi. Đừng mà. Đi. Không đi. Trời ơi, không đi, đi đâu. Cách cách không đi. Trời ơi. Cách cách ơi, người có nhìn thấy cái gì ở đằng đó không? Đó là đó là cái thứ gì vậy? Dễ sợ quá đi. Ghê quá. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ta làm sao biết được phải làm sao? Bây giờ tiến tới không được, lùi lại cũng không xong. Vậy phải làm sao đây? Có chó. Tôi chạy hết nổi, tôi thà bị cắn chết cũng không chạy nữa đâu. Ôi nè, Tiểu Liên ơi, người sao lại khiến cho ta chạy hụt hơi như vậy? Người có lương tâm chút được không? Rõ ràng là người chạy trước mà. Sao lại là ta? Nè, cũng tại người đó. Người coi đi, chỉ lo chạy thục mạng, không thèm nhìn đường. Đi, 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 rốt cuộc là đâu vậy? Trời ơi, cách cách
trời, chỗ này tối thui tối mò, tôi làm sao mà biết đây là đâu chứ? Không biết hả? Không biết hả? Không biết thì ngươi có thể đi hỏi. Mau lên đi.